Xin chào tất cả mọi người, và chào mừng em đã lại tiếp tục quay trở lại với tựa game Cá Lớn Nuốt Cá Bé. Lại là tôi đã về đây. Và ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là cái cơ thể của tôi hiện tại thì không phải là cá anh em ạ, mà tôi đang chính thức trở thành quái vật bồn cầu Skibidi Toilet. Đấy, mọi người có thể thấy đây, một cái hố xí bồn cầu và một cái đầu ngoi lên. Không hiểu tại sao mà lại có một cái con quái vật mà nó lại thể loại là chui đầu ra từ bồn cầu bẩn tưởi như thế này. Nhưng mà vâng, vì con... Ok ạ, đang nói chuyện có con đớp luôn rồi. Nói chung là ngày hôm nay thì tôi đang là quái vật bồn cầu. Vâng, chính là tôi đấy. Mặc dù nói thế nghe thì nó hơi kỳ dị một tí, nhưng mà thực sự tôi đang là Skibidi Toilet, quái vật bồn cầu của các bạn đây. Vâng, và hiện tại thì tôi đang sinh tồn dưới đáy đại dương cùng với những cái con cá xung quanh. Mặc dù là tôi cũng không biết là tôi đang bơi cái kiểu gì thế này. Tôi chỉ là một cái đầu ngoi lên từ một cái hố xí thôi, mà tại sao cơ thể của tôi lại có thể di chuyển như cá vậy trời. Úi dồi, di chuyển linh hoạt thực sự luôn. Và chính vì đây là tựa game Cá Lớn Nuốt Cá Bé, thế nên tôi cũng có thể ăn những con cá khác nha mọi người. Đây anh em thấy bộ răng của tôi chưa? Đó, đi đớp cá là cứ phải gọi là... hơi chán đời tí. Nhưng mà chúng ta là quái vật bồn cầu cơ mà, sợ gì những cái con cá này. Nào, thằng nào thích tỉ thí đối kháng ra đây xem nào. Úi dồi, bên này đông quá nhở. Ây da, anh bạn tôm tép nào đây, trông nhỏ nhắn dễ thương quá nhở. Thế thì vào mồm tao đi chứ còn cái gì. Ok ạ. What the fuck, sao không cắn được? À, hút nó vào luôn. Trời ơi, không cần phải cắn. Anh em thông cảm tí, ngày hôm nay quái vật bồn cầu lần đầu xuống đại dương chơi, thế nên là nó còn hơi bỡ ngỡ một chút đấy anh em hiểu không? Nào, để xem có thứ gì cho vào mồm để ăn tiếp xem nào. Tôi nghĩ là tôi chỉ ăn được mấy cái thứ bé bé thôi. Mấy cái con cá to chắc là tôi không ăn được đâu. Ôi, có anh bạn nào nằm đây này. Nằm phơi nắng à anh bạn? Xin luôn. Dám ba mấy cái con cá xung quanh này thì tuổi gì hả? Cứ giờ tao tuyên bố luôn, tao là bá chủ cái chỗ này. Lại cái con này ạ. Thôi tập trung đi săn nào các bạn đây. Hiện tại chúng ta mới chỉ cấp 1 thôi, thế nên chúng ta chưa ăn được ai nhiều đâu. Ủa mà từ từ, tại sao cái con này nó bỏ chạy ta? Có lẽ nào nó sợ tôi? Để cắn thử xem nào. Ui, bá chủ vậy. Hình như là sức mạnh của tôi cũng không phải dạng vừa đâu các bạn đây. Tôi có thể ăn thịt được những con cá mà to hơn tôi hay sao ấy. Ồ, thế thì ngon. Thế thì chả phải ngại bố con thằng nào rồi chứ còn cái gì. Nào, lại hết đây. À, chạy đầu cu. Ui dồi, bọn cá này nó bơi nhanh quá. Mấy cái bọn này. Ui dồi, mà nó luồn lách đánh võng kinh thế nhở. Ồ ngon, sao lại có miếng thịt trôi ở giữa biển như thế này. Thế thì em xin. Anh dai nào ăn uống phí phạm thế nhở, lãng phí thế. Hình như là anh dai này đúng không nhở. Ấy da, ấy da, ấy da, quay ra cắn luôn à. Anh dai này hình như vừa nãy ăn thịt tôi 2 lần thì phải. À, này này, tìm ai đây anh dai ơi. Bên này cơ mà, bên này cơ mà. Nào rồi solo, rồi solo. Ui rồi, cắn hai phát anh dai ngất luôn rồi. Ui rồi, tưởng anh dai thế nào. Ui xin luôn. Chẳng qua vừa nãy tôi chưa ngộ nhận ra được sức mạnh của mình thôi anh em hiểu không? Nãy chủ quan để nó tấn công, chứ thằng này làm gì ăn được tôi. Xin luôn đống thịt ạ. Công nhận là anh dai cá này béo múp đấy. Được cá đống thịt thế này chắc là phải lên level 10 các bạn ơi. Còn quá đi. Ok, và sau khi lên level 10 thì có vẻ như tôi đã được chuyển sang một cái khu vực mới anh em ơi. Một vùng nước trông có vẻ khá là bẩn tưởi. Vùng nước này có vẻ khá thích hợp cho quái vật bồn cầu như tôi đấy. Ui, mấy như tôi còn có thêm được một thằng con trai nữa kìa. Ui dồi, anh em nhìn thấy chưa? Thằng con trai bé bé của tôi đây. Ui dồi ôi. Cẩn thận đi làng nha con trai ơi, đi sát ta vào. Cẩn thận cả mấy con cá to to này nữa này. Thằng con trai tôi nói chung là hơi hiếu động tí anh em ạ. Đâu rồi? Thằng cu này vừa mới ra đời, vừa mới được đẻ ra thôi mà đã đi khắp nơi để lùa cá xung quanh rồi. Đấy, anh em có thể thấy sự bố đời của thằng con trai tôi nó là như thế nào. Cứ tấn công và ăn hết những con cá xung quanh đi, và sau đó thì con có thể lớn lên vậy. Ôi tôi chết rồi. Oh no, con cá này nó ăn thịt thằng con tôi rồi. Trời đất ơi, mày đứng lại. Chạy đâu cho thoát nào cu. Cứ tưởng thằng con tôi nó mạnh lắm, ai ngờ nó bị con này nó ăn luôn. Thế thì nó không phải con tôi rồi anh em ơi. Chắc nó con này chứ tôi ngày xưa mạnh lắm mà. Cha nó thì hồi bé ăn thịt cá một bầy cá khổng lồ. Thằng con thì vừa mới ra đời lêu nghêu tí đã đi rồi. Úi lời khổ thật. Thôi cố gắng lên cấp còn chuyển qua map mới nào.
Làm tí thịt cá trê phát. Ui. Và sau khi đạt được cấp độ 15 ở cái map kia thì tôi có vẻ như là đã được chuyển sang một cái vùng đất mới rồi anh em ơi. Và thậm chí là cơ thể của tôi đã được tiến hóa rồi này. Anh em thấy chưa? Có vẻ như cái bồn cầu của tôi không phải là nhựa nữa, mà bây giờ nó trở thành bồn cầu sắt rồi. Chúng ta đã ở đẳng cấp mới. Yeah, let's go. Nó phải thế chứ. Mà quái lạ, có cái gì vàng vàng ở dưới đầu tôi đây? Cái này chắc là nước đáy à, đúng không? Vãi cả game, bật tưởi bây trời. Tiến hóa kiểu gì kỳ cục vậy? Thôi kệ đi, bây giờ đi lòng vòng xung quanh xem là vùng đất mới này có gì để đớp nào. Ui, mà từ từ nha. Có vẻ như là sau khi tiến hóa thì tốc độ của tôi cũng đã tăng lên rất nhiều anh em ơi. Wow. Thì bên này có con cá gì to chưa này? Xin luôn. Vừa mới nhập ra tùy tục đã sơi ngay một con cá béo múp rồi. Quá là đẹp. Cấp 2 luôn. Ở phía bên này có cá mập, cá mập. Ây à, cá mập. Cá này cũng. Này thì đùa với quái vật bồn cầu à. Vâng, anh em có thể thấy là sau khi tiến hóa tôi đã có thể chơi được cả những con cá mập rồi. Bơi cũng rất là nhanh. Ái à, ái à, lại thêm con nữa. Mấy con cá mập này láo nhở. Úi giời, thêm con đầu búa gì nữa này. Bố láo, nó quen bọn cá mập xung quanh đây, đúng là láo thật. Thích va chạm với Skibidi à cu. Rồi, còn thí sinh nào nữa không nhở? Đây, làm tí thịt mực đi. Nói chung là tôi sẽ phải cảnh giác xung quanh, bởi vì tôi là vật thể lạ mà. Những cái con cá nó sẽ thấy tôi kiểu, nói chung là thấy tôi dị hợm nên là bọn nó sẽ lao vào tấn công rất là nhiều. Thế nên là tôi sẽ phải chú ý không là vớ vẩn bị ăn thịt đấy. Đấy rồi, con mồi tiếp theo. Chạy đâu cu. Ấy dạ. Vùng biển này công nhận nhiều cá to thật. Ăn cứ phải gọi là đẫy mồm luôn anh em ạ. Nào nào nào, bơi đâu bơi đâu bơi đâu. Chạy đâu cho thoát. Ui giời ơi, nó căng cả bụng. Không biết là chúng ta còn hình dạng tiến hóa nào nữa không ta. Tôi mong là chúng ta còn thêm nhiều hình dạng tiến hóa nữa các bạn ơi, chứ tôi cảm giác thế này vẫn chưa đủ đâu. Quái vật bồn cầu thì nó phải tiến hóa kinh khủng hơn nữa chứ nhỉ. Ăn thần nhiều nào. Đây đây, làm tí cá nóc đi. Cá nóc là một cái loài cá rất là độc, với cả rất là gai góc, ăn thì rất là đau răng. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn sơi được mấy bọn đấy thôi. Hay là làm tí cá đuối. Xung quanh đây có cá đuối không ta? Ấy dạ, lươn biển. Sao cú? Này này, rồi lao vào đây tấn công ấy. Úi giời. Trông nhìn nó đúng kiểu what the fuck, sinh vật lạ dưới đây ạ. Khổ. Anh bạn lươn biển lần đầu thấy quái vật bồn cầu. Nhưng mà công nhận là nhìn tôi thì cũng dị thật. Xung quanh thì toàn là mấy anh bạn cá với những cái vây ngoe nguẩy những cái đuôi. Thì tự nhiên lòi ra cái thằng đầu chui ra từ cái hố xí thì bảo sao chả sợ. Vâng, cấp 17 rồi. Cấp 19 rồi này. Liệu chúng ta có thể tiến hóa được sau khi lên cấp 20 hay không? Từ nãy giờ chúng ta đã to lên khá nhiều rồi các bạn ơi. Ok, và sau khi đạt được cấp 20 thì chúng ta có vẻ như là đã tiến hóa hình dạng thứ 3. What the hell, cái gì đây? Rất nhiều đầu các bạn ơi. Ui, ở hình dạng này tôi đang là 5 cái đầu ở trong một cái hố xí luôn ý. Đại gia đình bồn cầu ở trời. Trông chật trội thực sự ạ. Để xem tốc độ như thế nào nào. Ui, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều nha anh em. Nhanh hơn so với cái hình dạng vừa nãy luôn. Và chúng ta sẽ có... What the hell? Đâu ra con này vậy trời? Thằng nào bố láo vừa nãy dám tấn công lén tao ấy nhỉ? Chưa nghe danh quái vật bồn cầu ở cụ. Không, tôi nghĩ là tôi chưa nghe danh nó thì đúng hơn. Ok. Có vẻ như là tuy chúng ta đã tiến hóa hình dạng 3, nhưng mà chúng ta đã bị lạc vào vùng biển quái vật rồi các bạn ơi. Thế nên bây giờ tôi sẽ phải đi săn thần nhiều, để tiến hóa lớn lớn lên một chút thì mới có thể chơi được những cái con đó. Anh hiểu không? Ok, ăn tạm mấy con cá voi sát thủ này đi. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Ấy dạ. Bọn này nhiều thịt này, ngon ngon ngon. Thời tới, thời tới. Xin nhá. Phải lên cấp từ từ thì chúng ta mới đủ mạnh để săn những con thủy quái và quái vật biển xung quanh được. Anh hiểu không? Ăn uống thật nhiều nào. Ở kìa, thằng cá mập Megalodon nó tranh hết đống thịt vừa rồi của tôi rồi các bạn ơi. Gì vậy? Thế ra ăn hết đống đấy phải cấp 20 mới đúng anh em ạ. Nhưng mà nó tranh ăn hết, thế nên giờ mới dừng lại ở cấp 9, cấp 10 thế này. Trời ơi, tôi kiếm đại con nào khác để ăn đi. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với siêu cá mập Megalodon đó đâu.
Sao bên này nó vào? À, kia rồi. Quái vật hồn Loch Ness à cú? Lại đây. Con này có vẻ, tôi nghĩ là tôi chơi được này. Con này có vẻ yếu này. Rồi. Xin nhá. Đừng có đùa với 5 cái đầu trong bồn cầu anh nhìn thấy không? Level 16 luôn rồi. Thằng kia làm sao? Lại đây. Đây là này nhỉ? Một đợp anh em ạ. 5 cái đầu thì nó phải chất chơi chứ. Nào. Còn xem còn con gì xung quanh đây cái nào. Ui sao ít quá thế nhỉ? Vùng biển này trốn đâu hết rồi. Ui. Cá mập Megalodon không biết chơi được nó không ta. Thôi té đi. Đừng đuổi em nhá. Đừng đuổi. Ui dồi ôi. Chơi ngu rồi. Lại quay lại cấp 1 ạ. Hay ra. Khó vậy ta. Thôi lần này cố gắng cẩn thận một chút. Cứ đợi đấy, cá mập Megalodon. Cứ đợi đấy. Lát tôi sẽ trả thù nó cho anh em xem. Trước hết là chúng ta cần lên level đã. Săn mấy con này đi. Uầy, mấy con này trông béo múp này. Chắc là nhiều thịt lắm đấy. Ui. Ngon, đừng ai tranh ăn của tôi nhá. Mấy con này là phải để tôi. Đấy rồi, đớp nhanh. Một đống thịt luôn ạ. Cứ ăn kiểu này thậm chí là tôi lên cấp 20 ý, chứ không đùa đâu. Anh em nhìn này. Mấy con cá này trông béo múp thực sự. À, sao thế cá voi sát thủ? À bồ lão à. Cắn ai cũ. Vớ vẩn nó quen. Ngon cấp 22 rồi. Cá mập đâu? Đây. Đây cắn ai cũ. Ngon. Tôi ăn được nó trước rồi. Tôi cắn được nó trước. Cắn liên tục. Ngất rồi. Yeah. Và chúng ta đã tiêu diệt được con siêu cá mập Megalodon. Này thì. Vậy là chúng ta đã làm rạng danh cho quái vật bồn cầu rồi. Tiêu diệt được cả siêu cá mập cơ mà. Tiếp theo là tôi cần phải tiêu diệt thêm nhiều con hơn nữa. Tất cả những con quái vật biển xung quanh đây. Tôi phải đối đầu với bọn nó anh em ơi. Bây giờ chắc là tôi chả cần ăn thịt nữa. Chắc cũng có thể cắn bọn nó luôn đi chứ. Sức mạnh của Skibidi quá là kinh khủng. Đây. Phía trước mặt chúng ta đang có một con Mosasaurus. Xin luôn nha cụ. 5 cái đầu cắn một lúc sao mà chịu nổi. Ây à, vẫn chưa ngất à? Châu vậy. Này thì châu. Cắn. Châu bò với chúng tôi. Xong. Hai vị vua của đại dương đã bị tiêu diệt. Vậy là chúng ta đã trở thành bá chủ đại dương này rồi. Có lẽ là video này sẽ tạm dừng tại đây. Nếu anh em thích đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Lâu lâu làm tí này cho nó vui vui thôi.